Em Thảo Hoa Lan mến chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của nhà Lan Rừng Chu Thảo. Buổi tối ngày hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2019, em xin gửi lời chúc sức khỏe, những lời chúc tốt đẹp nhất đến cả gia đình mình. Có một buổi chiều tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Ngày hôm nay thì gia đình em lại về thêm một số mặt hàng mới như là thạch hộc tía, trồn, giáng hương đuôi trồn này, trầm tím, kiều vàng, kiều tím, hạc vĩ, ý ngọc, lụa vàng, đùi gà, ngọc thạch, một số mặt hàng khác nữa. Đó. Và anh chị em để kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228, 0965 495 087 là hai số điện thoại của em Thảo. Cô chú anh chị có thể kết nối và liên lạc với em nhé. Và nếu mà không gọi điện được, bởi vì nhà em hàng rất là nhiều, nếu mà không gọi điện được cho em thì hãy nhắn tin ạ. Em sẽ check được nhanh hơn và rõ ràng hơn được không ạ? Và ngày hôm nay thì anh chị em nào mà mua hàng với em Thảo thì em sẽ tặng hoa vẩy rồng cho cả nhà. Đó. Đây ạ, đây chính là hoa vẩy rồng để em tặng cho cả nhà. Và cũng vừa mới trải qua một mùa đông giá rét nên là có một số vẩy rồng nó cũng chưa có lá nhiều. Đó. Đấy. Cũng xinh lắm đúng không ạ? Em bán là 150 một cân hoàng thảo vẩy rồng. Và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì có thể là liên hệ với em, bởi vì cái dòng hoa này rất là xinh đúng không ạ? Đó. Và tiếp theo đây, đây chính là một lô lô của gia đình em, đó chính là giáng hương tam bảo sắc. Lô này em bán là 300.000. Đó, tính ra chỉ có là khoảng tầm 150, chưa đến 150 một cân đâu. Đó. Và bên này đây ạ. Đây gồm có này một ít là long tu để làm giống này, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Long tu để làm giống và một ít phi điệp vàng nữa này. Đó, phi điệp vàng này cũng được một giống xinh rồi. Và còn có những cái hàng linh tinh khác nữa thôi. Đó. Cái chỗ này em bán 150, 150.000 nhá. Cái chỗ này là hơi bị nhiều đấy này. Được khoảng 2 giò sinh nó làng giống thôi. Và tiếp theo đây xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là dòng giáng hương đuôi trồn. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Trồn này là cái trồn, nó không phải là trồn xanh đâu nhá, mà nó là trồn tím đấy ạ. Đó, cái thân của nó thì không tím hết nhưng mà nó cũng rất là xinh đúng không nào? Có cây nó đang có nụ nữa này. Đó. Nói chung là lô trồn này là một cái lô có thể là nói là đẹp nhất trong từ lúc Tết đến giờ đấy ạ. Đó, cây to, xinh. Đó. Và cái dòng giáng hương này rất là sai hoa, từ 2 cho đến 3 cặp lá nó cũng để cho chúng ta khá là nhiều đây này, đang nở nụ này. Đó, cây khá to này. Đó. Em bán là 280.000 một cân giáng hương đuôi trồn. Đó, giáng hương đuôi trồn là cái dòng hoa cực kỳ là sai bông. Và không những là sai bông mà cái dòng hoa này cũng rất là dễ trồng nữa. Đó, cái dòng hoa giáng hương khi mà em gửi cho cô chú anh chị nó có thể bị mất nước một chút. Và tuy nhiên rằng là khi mà chúng ta về chúng ta xử lý và chúng ta ghép lên thì nó phục hồi rất là nhanh. Đó, cái dòng hoa này rất là nhanh và rất là khỏe. Tiếp theo đây, ngày hôm nay gia đình em có 3 loại kiều. Đó chính là kiều vuông mỡ gà này, kiều vàng và kiều tím. Đầu tiên đây chính là hoàng thảo kiều vuông mỡ gà. Hoa của nó màu vàng tuyền, thơm và rất là dễ chịu đúng không ạ? Em bán là 250.000 một cân kiều vuông mỡ gà này. Đó, 250.000 một cân. Rất là xinh. Và tiếp theo đây nữa này, đây chính là hoa kiều vàng. Hoa màu vàng và từng chùm rũ xuống rất là đẹp ạ. Ngày hôm nay em bán giá, giảm giá xuống còn có 200.000 một cân thôi. Kiều vàng nhá. Đó, hoàng thảo kiều vàng. Và đây chính là hoàng thảo kiều tím là một. Và đây chính là hoàng thảo thạch hộc tía của gia đình em này. Đó, cả nhà con nhìn thấy là hàng vừa mới về. Đó, ngày hôm nay chỉ về được khoảng tầm 80 cân thôi. Và em đã nợ cho đến khoảng tầm 30 cân rồi. Bởi vì cái dòng hoa này là một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và nó là một trong những cái dòng hoa có thể để làm thuốc này, có thể làm thức ăn và cũng có thể là để làm hoa lan đang ngắm nữa. Và hiện tượng của cây, và hiện tại cây đang bật mầm gốc rất là khỏe. Và hiện tại thì cây cũng đang có nụ rất là xinh. Đó, cái dòng hoa này thì không thể chê vào đâu được. Và cái lô ngày hôm nay thì cả nhà qua nhìn thấy này. Đó, rất là đều nhau và rất là xinh, dài khoảng từ 20 cho đến 30-40 cm. Đó, cái dòng hoa này thì trồng tốt nhất là chúng ta có thể trồng vào chậu hoặc là vào trong các giỏ này.
Đó đây cả nhà con nhìn thấy này. Và đây chính là mật bông của thạch hộc tía đấy ạ. Và thạch hộc tía là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và làm cái dòng hoa nằm trong top 10 loại tiên dược nằm trong cổ thư đông y của Trung Quốc. Và cái dòng hoa này chúng ta có thể để ngắm làm cây hoa lan này, chúng ta có thể ngắm mật bông này. Và thứ hai nữa nó chính là chúng ta có thể để làm thuốc, nhưng mà làm thuốc rất là tốt trong cái vấn đề là phòng chống ung thư này, bảo vệ sức khỏe, tăng sức đề kháng. Và cụ thể như thế nào thì cả nhà có thể Google. Đó, đây chính là cái thân của thạch hộc tía để làm thuốc ở bên Trung Quốc này. Và đây chính là làm trà này. Đó, làm trà, cái trà nó rất là thơm. Và đây là chúng ta nấu cháo, tức là làm thức ăn đi ạ. Chúng ta nấu cháo hoặc là nấu canh đều ok hết. Đó, cái dòng hoa này nói chung là rất tuyệt vời. Em rất là yêu cái dòng hoa này và em bán rất là chạy ạ. Đó là một cái dòng hoa rất là dễ trồng và mặt bông cũng rất là xinh nữa. Đó, kiều tím rất là vừa và thích hợp cho chúng ta ghép vào chậu hoặc là ghép vào gỗ đều ok hết này. Đó, 350.000 một cân hoàng thảo kiều tím. Còn kiều vàng là 200.000 một cân. Kiều vuông mỡ gà là 250.000 một cân. Và ở bên trong này đây, bên cạnh này đây ạ, đây chính là mặt bông, đây chính là dòng hoa hạc vĩ đúng không ạ? Đó, em bán 300.000 một cân hạc vĩ. Là một trong những cái dòng hoa muốn nở ít hoa cũng không được ạ. Dòng này rất là sai bông. Đó, và cái cây nó đang bật mầm gốc rất là khỏe. Em bán với giá là 300.000 một cân. Tiếp theo là cái dòng hoa hoàng thảo trúc mành, nữ hoàng của các dòng hoa lan được không ạ? Cây của nó thì có thể là nhỏ bé bé thôi, nhưng mà mặt bông của nó thì cực kỳ là to, rất là to và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Cái dòng hoa này nở có thể là rất là to hơn so với cái thân rất là nhiều. Em bán với giá là 300.000 một cân. Đó, 300.000 một cân hoàng thảo trúc mành. Hoa nở vào từ tháng 4 cho đến tháng 6 dương lịch, là một trong những cái dòng hoa được gọi là nữ hoàng có dòng hoa lan, để mặt bông của nó cực kỳ là xinh, cực kỳ là đẹp và rất là bay. Đó, và trên này đây ạ, đây chính là hoàng thảo u lôi. Ngày hôm nay em bán giảm giá xuống này, em thanh lý đi, chỉ còn có khoảng tầm 10 cân là em bán đi hết luôn, bởi vì nhà em chờ rất là nồm. Đó, em bán là 250.000 một cân. 250.000 một cân hoàng thảo u lôi nhé cả nhà nhé. Em có một ít đùi gà này. Đùi gà này thì em bán thanh lý cái chỗ này là 150 này. Đó. Và ở bên này đây, đây chính là một trong những cái dòng hoa. Nếu mà chúng ta đã chơi hoa lan thì thiếu cái dòng hoa này chắc chắn là chúng ta sẽ thiếu đi một cái hương vị của cuộc sống đúng không ạ? Đó chính là hoàng thảo trầm tím, là một trong những cái dòng hoa nằm trong top 10 của loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất, xinh nhất và thơm nhất đúng không ạ? Có trầm tím mà có hoàng thảo u lồi cũng nằm trong top đấy nè, có cả trúc Phật Bà nữa đúng không nào? Mặt bông của nó cũng rất là đẹp và có cây thì em đã cắt tỉa rất là gọn gàng, xinh xắn rồi. Đó, cái dòng hoa này, nhà có nhìn thấy không ạ? Đang bật mầm gốc rất là khỏe, rất là xinh. Và một cân thì em bán là 850.000 một cân thôi. Anh chị em nào mà chưa có thì hãy nhanh tay để gọi điện cho em Thảo nhé. Đấy. Và đây em xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa nữa, là một cái dòng hoàng thảo có 3 màu, màu vàng, màu trắng và màu hồng cẩm ở bên ngoài. Là một trong những cái dòng hoa rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích. Đó chính là ngọc thạch. Đó, ngọc thạch 3 màu, hàng đang có nụ hoặc là có bông hoặc là hàng đã hết hoa rồi. Nói chung là hoa nở vào mùa từ tháng 4 cho đến tháng 6 dương lịch. Đây này, cái mặt bông của nó này rất là đẹp, và để mà nó rõ nét hơn, nó xinh xắn hơn thì anh chị em có thể là lúc mà nó chuẩn bị có nụ đấy ạ, chúng ta hãy treo ở chỗ có ánh nắng, đủ gió, đủ nắng thì mặt bông nó sẽ rất là nét luôn đấy ạ. 200.000 một cân hoàng thảo ngọc thạch nhé cả nhà nhé. Đang mật bầm tơ này. Đó, có cây thì đang có nụ nữa, rất là xinh nữa này. Đó. Và bên trong này đây chính là sơn thủy tiên, em thanh lý một thanh lý là 180.000 một cân thôi. Đấy, cho đi hết sạch luôn đây này. Hàng này là hàng làm giống này. 180.000 một cân, chắc là khoảng tầm 3 cân. Đó, 3 cân sơn thủy tiên. Hoa sơn thủy tiên này là một trong những cái dòng hoa rất là khỏe và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và nếu mà cô chú anh chị mà chưa có thì có thể sưu tầm cho mình. Đó, em bán có 180 một cân thôi. Và em có cái dề sơn thủy tiên này. Đó, dề này em bán là 200.000 dề sơn thủy tiên.
Đó, đây. Đó. Và tiếp theo đây chính là hàng sưu tầm của chúng ta, đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa có mặt bông to, thơm, màu trắng, người ta gọi là đùi gà năm cánh trắng. Là một cái dòng hoa rất là thơm. Ôi, rất là dễ chịu luôn đấy ạ. Đó, mặt bông của nó rất là đẹp. À, em bán với giá là 150.000 một thân. Đó, đây cả nhà có đang nhìn thấy là mầm gốc của nó này. Đó, rất là xinh đúng không nào? Hàng để sưu tầm thôi, em sẽ cắt ra và em cũng đã từng làm video để em cắt đấy ạ. Và nếu mà cô chú anh chị mà mua những cái thân mà chưa có hoa mà sang năm mà nở ra không phải là hoa màu trắng thì em cam kết với cả nhà em sẽ hoàn tiền 100% cho các anh chị. Đó. Nên là mọi người yên tâm nhá, bởi vì cái dòng hoa này thì em không có nhiều đâu cả nhà. Bây giờ có thể là xem rõ cái thân của nó này. Cái thân của nó rất là mảnh và rất là đẹp. Đó, em rất là yêu cái dòng hoa này. Em bán là 150 một thân, hàng sưu tầm nha cả nhà nhá. Đó, đây này, không có nhiều đâu. Hàng đùi gà đột biến năm cánh trắng. Và đây chính là một trong những cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu thích. Gia đình em bán rất là chạy cái mặt hàng này, bởi vì đợt vừa rồi về thì cũng không có nhiều đâu. Nhưng mà rất nhiều cô chú anh chị gọi điện đến để đặt hàng, đó chính là Kim Điệp Xuân. Hoa của nó màu vàng nở vào mùa xuân. Hoa từng chùm rũ xuống rất là đẹp. Và nếu mà anh chị em mà chưa có thì có thể sưu tầm cho mình cái dòng hoa này. Đặc biệt là cái dòng hoa này rất là dễ trồng. Gia đình em mà bấm lên là nó sinh sôi nảy nở rất là mạnh. Và hiện tại thì đang bật mầm gốc rất là khỏe rồi đây này. Đó, những cái thân tơ nó cũng rất là khỏe luôn. Đấy. Và tiếp theo đây ạ, đây em còn có một ít kiếm này. Đó, cái chỗ kiếm này em bán là 150 này. Kiếm lô hội nhé cả nhà nhé. Kiếm lô hội 150. Và đây, bên trong cả nhà các bạn nhìn thấy đó chính là Hoàng Thảo Ý Ngọc này, hàng đã hết hoa này. Đó, em bán là 280.000 một cân ngày hôm nay. Hoàng Thảo Ý Ngọc, hàng của Tây Bắc, hoa của nó rất là đẹp. Và người ta nói cái dòng hoa này là ví giống như là một nàng công chúa ngọc ngà. Bởi vì cái dòng hoa này nó màu trắng rất là thuần khiết. Và cái lưỡi của nó là hồng đỏ rất là xinh đúng không ạ? Đó, hồng đỏ, hồng tím rất là đẹp. Em bán là 280.000 một cân. Và bên trong này đây chính là lụa vàng. Là một trong những cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị săn lùng và tìm được không ạ? Nhà em từ Tết đến giờ mới được lô này, là lô đầu tiên đấy ạ. Em bán Hoàng Thảo lụa vàng với giá là 300.000 một cân, Hoàng Thảo lụa vàng. Và đây chính là Hoàng Thảo Hoàng Lạp này. Hoàng Thảo Hoàng Lạp ngày hôm nay em bán thanh lý đi, chỉ còn có 130.000 một cân này. Hoàng Thảo Hoàng Lạp nhá, cây nó vừa mới cho bông xong rồi nó sẽ hơi còi một chút. Và nó là cái quy luật tự nhiên thôi, nên là cả nhà yên tâm rằng là cây của nó hoàn toàn là vẫn khỏe mạnh bình thường. Và bên này đây có một ít là lan lọng, cái chỗ này em bán đi 100.000 này. À nhầm, thanh đạm chứ, 100.000 chỗ này. Nó cũng được rồi, chắc là một cân đó, không biết, chắc là được đấy. Và bên trong này đùi gà này hôm nay còn có một ít thôi, em bán 180.000 một cân. Hoàng Thảo đùi gà dẹt, đó, còn có một tẹo thôi. Khoảng tầm 5 cân là hết sạc. Và đây em có một ít ki, hàng ki của Phi Điệp đây Nam Lào đúng không ạ? Đó, mỗi ki dài khoảng từ 2 cho đến từ 3 cho đến mấy centi rồi đấy, 3 cho đến 5 6 centi, 7 centi rồi. Đó này, ki nhìn rất là khỏe nè. Nhìn thấy không ạ? Đó, ngày hôm nay thì có khoảng một thùng. Nhưng mà bây giờ còn có mấy ki thôi, chắc khoảng tầm 40 ki nữa thôi là hết hàng luôn. Đó, em bán là 100.000 một ki. Cho anh chị em nào mà yêu thích thì ra mua về, chúng ta quay sổ số cũng được. Và cái dòng hoa này rất là khỏe, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Lá của nó cũng rất là xinh nữa. Đấy, cái dòng hoa này mà cô chú anh chị chăm sóc tốt ra thì nó sẽ cho chúng ta một cái thân hình rất là mập mạp, rất là đẹp. Giống như là những cô gái mà khi mà chúng ta được chăm sóc thì nó cũng sẽ rất là mập mạp đúng không ạ? Rất là xinh. Đó. Em bán 100.000 một ki này. Đó. Và tiếp theo đây chính là vật tư của gia đình em, gồm có đầu tiên đây chính là kích rễ thái. Kích rễ thái là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô được là một cái dòng kích rễ được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích ạ. À. Em bán là 80.000. Đó. 80.000 một lọ. Đó. 80.000 một lọ kích rễ của đài này. Và lọ B1 em có B1 lọ 500ml thôi. Đó, em bán 140.000 lọ 500ml. Đấy, chúng ta có thể tưới tuần từ 1 đến 2 lần về cái B1 này để cho cây chúng ta xanh hơn, tươi hơn đúng không ạ? Bổ sung chất dinh dưỡng.
Đó. Và bên dưới này đây, nếu mà anh chị em nào mà đang trồng mà có ốc sên nhiều ạ. Đây ạ. À. Đây ạ, bả sên này em bán là 35 nghìn này. Đó. Đây. Đó. Và đây là nano bạc dành cho chúng ta để sát khuẩn, sát trùng cây này, đó, hoặc là chống thối nhũn này. Đó, nếu mà mức độ nhẹ thì chúng ta dùng nano bạc, còn mức độ nặng rồi chúng ta sử dụng đặc trị vi khuẩn này, chúng ta có thể phun hoặc là chúng ta có thể rắc trực tiếp cũng được. Đó. Còn đây là kích ki dạng gel em bán là 35 nghìn, 50 nghìn này. Còn đặc trị vi khuẩn là 35 nghìn, nano bạc là 45 nghìn, bả sên là 35 nghìn được không ạ? Đó. Keo liền sẹo này, keo liền da liền sẹo này em bán 40.000. Và đây là một số mặt hàng của gia đình em về những cây hàn gieo hạt của các vùng miền, đó chính là phi điệp ạ. Đầu tiên đây chính là phi điệp châu Như hàng F1, cây rất là xinh. Đây cả nhà đang nhìn thấy này. Đó. Em bán là 75.000 một cây. Phi điệp châu Như là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Mặt bông thì cực kỳ bay. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông luôn này. Và đây chính là mặt bông của châu Như F1. Mặt bông rất là xinh đúng không ạ? Và đây là cái dòng hoa rất là đáng để chúng ta sưu tầm. Mặt bông rất là đẹp ạ. 75.000 một cốc. Và đây chính là phi điệp, đây chính là chùm 6 mắt này. Đó, chùm 6 mắt này tỷ lệ ra chùm 6 mắt là 90%. Và cái dòng hoa này được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Ngoài cái giò bé như thế này thì gia đình em lại có cả cây to nữa. Đó, chùm bé này em bán là 75.000 một cốc. Đây chính là mặt bông của chùm 6 mắt này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây chính là nụ di linh tam bố, hay gọi là nụ tam bố này. Đó. Cây dài khoảng từ 1 cho đến 2 cm là một trong những cái dòng hoa có giá trị về kinh tế rất là cao và mặt bông cực kỳ là đẹp, cực kỳ là bay ạ. Đó. Em bán với giá là 100.000 một cốc nụ tam bố. Đây là mặt bông của nụ tam bố này. Rất là xinh. Theo đây chính là giả hạc phi điệp Hạ Oai này, cây từ 1 đến 2 thân, cây 52, rất là, đây là cây 53 rồi, rất là khỏe. Đó, rất là khỏe nhá cả nhà nhá. Em bán với giá là 85.000 một cốc. Em có cả màu trắng, màu hồng lẫn lại với nhau rồi. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông. Và riêng cái phi điệp Hạ Oai này thì em có hai màu, màu trắng và màu hồng. Đó, và nó lẫn lộn lại với nhau rồi thì em cũng không biết là mặt bông của nó là cây nào nữa. Thì em sẽ bán sổ số nhá. Và đây ạ, đây chính là phi điệp Nụ Hòa Bình. Đó, một cái mặt bông cực kỳ là xinh và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Cây nó dài khoảng từ 1 đến 2 cm. Nếu mà cây Di Linh Xuân ấy, nếu mà cây Di Linh Tam Bố đấy mà nó tím tím ấy thì cây này chính là nó hơi xanh một chút. Đó. Nhưng nó vẫn rất là xinh. Đây là mặt bông của Nụ Hòa Bình này. Đó, rất là xinh. Tiếp theo đây chính là phi điệp Mắt Đỏ Hòa Bình. Là một trong những cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu thích. Cái đợt vừa rồi về gia đình em cháy hàng cái Mắt Đỏ Hòa Bình này đã. Và đây chính là thực trạng cây của nó này. Cây dài khoảng từ 2 cho đến 4 cm. Đó. Cây nó rất là khỏe, Mắt Đỏ Hòa Bình. Đây là mặt bông của Mắt Đỏ Hòa Bình này. Rất là đẹp ạ. Và là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích. Chính là giả hạc Đắc Lây hiện tại của cây nào này, dài khoảng từ 2 cho đến 4 cm, cây dài từ cây có 1 đến 2 thân, rất là xinh, rất là đẹp ạ. Đó. 75.000 một cây. Và đây chính là Hoàng hậu Tây Nguyên, giả hạc Đắc Lây đúng không ạ? Rất là xinh và tươi, đẹp, em rất là thích cái dòng hoa này. Và nếu mà cô chú anh chị chưa có thì hãy sưu tầm cho mình một vài giò nhé. Phi điệp Châu Như, đây là phi điệp Chớp Mỹ này. Đó. Chớp Mỹ em bán 75.000 một cây chớp Mỹ ạ. Và đây chính là mặt bông của chớp Mỹ này. Mặt bông rất là xinh và rất là yêu đúng không ạ? Tiếp theo, đây chính là phi điệp mặt trăng tròn này. Đó, cây dài khoảng từ 2 cho đến 3 cm. Cây nó nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Đó. Và một vài cây giả hạc Pháp này, cây của nó dài khoảng từ 5 cho đến 8 cm.
Em còn có một vài cây thôi, em bán là 85.000 một cây. Đó, dạ Hạc Phát nhé cả nhà nhé. Có mấy cây thôi. Và đây ạ, đây chính là những cái cây chuồn bạch tuyết của gia đình em. Rất là xinh đúng không ạ? Mặt bông màu trắng, rất là nhiều loại hoa lan. Rất là nhiều vòi hoa. Đó, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nó nhé. Và rất nhiều cô chú anh chị hay trêu em, đây chính là chồn bảy chú lùn đấy. Rất là xinh đúng không ạ? Hoa màu trắng, rất là sai hoa. Và đây là cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và đây chính là chầm trắng này. Chầm trắng em bán 75.000 một cốc. Và đây chính là mặt bông của chầm trắng. Bông của nó bầu, có hai cái mắt, rất là xinh đúng không ạ? Đó, đậm nhạt tùy vào theo từng vùng nhé. Theo đây chính là cây phi điệp năm cánh trắng mắt nai. Đấy, có cái mắt của nó xước xước ấy, rất là xinh. Đó, đây này, cây của nó dài khoảng 2 cho đến 3 cm, 3 cho đến 5 cm đấy. Từ 1 cho đến 2 thân em bán là 85.000 một cây. Đó. Và đây chính là mặt bông của giả hàng mắt nai này. Đó, phi điệp mắt nai rất là đẹp. Đó, hàng gieo hạt tỷ lệ giống mẹ từ 50 cho đến 80%. Đó, còn đây là mặt bông của chồn trắng, đấy chồn bạch tuyết đấy, chính là cái khúc cáo còn có của gia đình em này. Khúc cáo này em bán là 650.000. Thôi em bán 600 thôi. Đây có một cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây này, 6 cây, 7 cây này, 8, 9. Đó, gồm có 9 cây rất là đẹp. Đó, đây nhìn không ạ? Đó, còn có hai vòi hoa rất là đẹp và đáng yêu nữa. Đó. Em bán với giá là 600.000 cái khúc cáo này. Và còn một ít phi điệp này, hàng bóc rừng này. Đó, số 1, số 2 này, còn có số 2 là 600.000 này. Đó. Cả nhà có nhìn thấy này, thiên thân của nó này. Đây là hàng của Nam Lào nhá. Đó. Thân của nó vàng rất là đẹp đúng không ạ? Số 2 này. Đó. Số 7 này. Số 7 gồm có 2 nhé. Số 7 không phải. Số 7 này là 450.000. Thân tơ của nó dài khoảng tầm bao nhiêu ta? 20 cm, 25 cm đấy ạ. Đó. Số 7 450 này. Số 4 500.000, cái thân tơ của nó dài khoảng tầm 30 cm. Đó, thân tơ của nó dài khoảng 30 cm. Là số 4 này. Đó đây. Số 3 là 500.000. 500.000 gồm có hai cái nhánh này nữa, còn có một cái nhánh này nữa. Đó, số 3 nhá. Đó. Đó. Và em cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Và em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Cô chú, anh chị yêu thích cái dòng hoa này thì có thể sưu tầm cho mình một vài giò. Hoặc là có thể là mua tặng nhau đúng không ạ? Và bây giờ thì em cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Anh chị em nào đang xem mà chưa đăng ký kênh của em Thảo thì hãy ấn vào chữ đăng ký. Rồi hiện lên cái chuông thông báo thì cả nhà sẽ xem được cái video của em Thảo đăng vào lúc buổi sáng và buổi tối. Và em cảm ơn cả nhà mình một lần nữa và kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nhé.